Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất kinh doanh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ yêu cầu Quốc hội nước này phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Phần Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 3, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương, trao đổi những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chính: nhận định về tình hình chung của người cao tuổi Việt Nam, đánh giá về người cao tuổi, một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm đến người cao tuổi. Đặc biệt, đồng chí trưởng ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh về tình trạng già hóa dân số tại Việt Nam rất nhanh, từ đó Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cần phải chủ động phối hợp với các cấp ủy, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương nhằm bảo vệ chăm sóc ngày càng tốt hơn về sức khỏe vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Tại hội nghị cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và thông tin một số tình hình chính trị quan trọng trong nước và thế giới. Hội nghị cũng được nghe giới thiệu về cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Với mong muốn các đại biểu tìm hiểu những nội dung cốt lõi của cuốn sách, đây là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta trong 10 năm qua. Ngày 17 tháng 3, Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Tham gia hội nghị có trên 100 đại biểu là trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức cơ quan doanh nghiệp trường học đóng trên địa bàn phường. Các đại biểu đã được tập huấn hai nội dung kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và thực hành các kỹ năng khi xảy ra cháy nổ. Qua hội nghị tập huấn của phường Quỳnh Lâm đã giúp cán bộ từ phường đến tổ dân phố, các cơ quan trường học, các hộ sản xuất kinh doanh bổ sung thêm những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ người dân trong phòng ngừa xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với phương châm sự hài lòng của người bệnh là thước đo đánh giá chất lượng của đơn vị, cùng với đó là ứng dụng thành công các tiến bộ khoa học kỹ thuật cao đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã khám và điều trị cho trên 5.800 bệnh nhân, trong đó khám và điều trị nội trú cho trên 1.400 người. Công suất giường bệnh đạt trên 74,05%. Bên cạnh đó, các hoạt động khác như y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện các chương trình y tế quốc gia cũng đạt nhiều kết quả. Trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra. Kết quả kiểm tra đánh giá chấm điểm thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy đạt đơn vị xanh sạch đẹp, đạt mức 1 theo tiêu chí. Riêng các trạm y tế xã thị trấn có 7 trạm đạt mức 1 và 3 trạm đạt mức 2 theo tiêu chí của ngành y tế. Trong quý 1 năm 2023, toàn huyện Mai Châu đã đón gần 130.000 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú quốc tế khoảng 13.000 lượt khách, khách trong nước khoảng 117.000 khách. Tổng doanh thu đạt gần 147 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 95%. Để kích cầu du lịch trong những tháng tiếp theo, huyện Mai Châu đã rà soát lại các cơ sở lưu trú, yêu cầu đảm bảo chất lượng, đáp ứng công tác phòng chống dịch, an toàn cho du khách và người lao động. Đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, không tăng giá ép giá khách.
đối với các gói dịch vụ đã công bố trong chương trình kích cầu phải duy trì chất lượng như đã cam kết. Ngày 17 tháng 3, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế mạc giải kéo co năm 2023. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, 748 vận động viên của 44 đội đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh chia thành 14 bảng, thi đấu theo thể thức mỗi trận đấu kéo dài 3 hiệp thắng 2. Tranh tài ở một bộ huy chương nội dung nam nữ phối hợp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, một giải nhì cho Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh, hai giải ba cho Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình, bốn giải khuyến khích cho các đội. Thông qua giải kéo co thể hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của cán bộ đảng viên người lao động và nuôi dưỡng phong trào thể thao tại các cơ quan đơn vị ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đã được Kho bạc Nhà nước Hòa Bình triển khai đến hầu hết các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đây chính là hoạt động giao dịch, góp phần cải cách thủ tục hành chính và giải quyết các hồ sơ kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thuận tiện và nhanh chóng hơn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Tại bộ phận kế toán của Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc, chỉ cần thao tác vài click chuột và nộp chứng từ điện tử trên máy vi tính qua dịch vụ công trực tuyến. Với thời gian khoảng 1 phút, quy trình gửi chứng từ được thực hiện một cách nhanh chóng. Đến nay khi ứng dụng dịch vụ công trực tuyến với thủ tục này, kế toán không phải đi lại nhiều lần, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Đồng thời, cơ quan cũng tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn chứng từ giấy, bởi 100% chứng từ điện tử được chuyển gửi qua hệ thống trên máy tính có kết nối Internet. Đặc thù như đơn vị khối trung tâm y tế chúng tôi thì khối lượng chứng từ rất là nhiều, có những ngày đẩy lên kho bạc đến mấy chục chứng từ thì xử lý trên cái hệ thống dịch vụ công rất là nhanh chóng, thuận tiện cho cả cái công tác sửa chứng từ nữa. Tôi thích nhất là nó rất là minh bạch trong cái việc mà những cái giấy tờ phải nộp lên kho bạc nó đầy đủ, chính xác. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc hình thành kho bạc điện tử vào năm 2020, hiện nay Kho bạc Nhà nước tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính kho bạc, với 100% thủ tục được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tích hợp 100% thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm triển khai của Kho bạc Nhà nước lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Khi chứng từ đến, giao dịch viên nhận và giải quyết ngay trong ngày. Quan trọng nhất là hệ thống này giúp hạn chế sai sót, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách khi yêu cầu nhập thông tin chính xác. Vụ công trực tuyến là tạo sự công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính, hướng tới tăng tốc độ hài lòng và thuận lợi và giảm thời gian chi phí đi lại, chi phí hoạt động của các đơn vị sử dụng ngân sách. Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực hiện gửi hồ sơ và nhận kết quả với Kho bạc Nhà nước tại đơn vị của mình. Và dịch vụ công trực tuyến đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm về thời gian, về chi phí đi lại, nhất là các địa phương ở vùng xa đi lại khó khăn. Từ tháng 9 năm 2021 thì tại Kho bạc Nhà nước các huyện đã không phát sinh các khoản thu chi bằng tiền mặt, và toàn bộ các khoản thu chi bằng tiền mặt đều được thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại. Thì đề án được triển khai thành công, giúp tiết kiệm được chi phí, thời gian, hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cùng với đó thì từ đầu năm 2022 thì thực hiện chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước Hòa Bình về tăng cường phối hợp thu với các ngân hàng thương mại, thì Kho bạc Nhà nước Lương Sơn thì đã thực hiện ủy nhiệm thu cho 3 ngân hàng thương mại trên địa bàn. Thì qua đó thì cũng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thu nộp ngân sách và tập trung nhanh kịp thời các khoản thu và ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà nước Hòa Bình tiếp tục quán triệt đến tất cả cán bộ công chức chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ, đảm bảo thời gian thanh toán theo đúng quy định đối với từng khoản chi, tăng cường thực hiện các quy định về bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử liên quan đến hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định về việc đối chiếu xác nhận số dư tài khoản của đơn vị với Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong hoạt động giao dịch điện tử, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ công chức của đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản trong giao dịch chi tiêu ngân sách, khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay.
nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất kinh doanh. Nghề làm trống, nét đẹp văn hóa cần lưu giữ. Thưa quý vị và các bạn, cho vay giải quyết việc làm là chương trình nhằm tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn. Chương trình có tác động tích cực đến việc thu hút lao động, chuyển dần lao động thuần túy trong nông nghiệp có mức thu nhập thấp sang các ngành nghề có thu nhập cao, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hòa Bình đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng này, với hàng nghìn khách hàng được vay vốn. Đối với gia đình ông Bùi Văn Tường, tổ 4 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, nhiều năm qua, chăn nuôi vẫn là nghề đem lại thu nhập chính. Thế nhưng thời gian gần đây, do giá cả thức ăn chăn nuôi tăng, khiến việc chăn nuôi của gia đình gặp nhiều khó khăn. Với khoản vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, ông Tường đã sử dụng để nuôi lợn gà và nấu rượu. Nhờ đó, gia đình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nguồn vốn này gần nó hơi hạn hẹp một tí, muốn lên ngân hàng chính sách các thứ rồi nới thêm cho một tí nữa. Mà phải ra được cái hạn khoảng 3 năm hoặc là 4 năm rồi đấy. Nó phải dài hạn một tí. Xác định chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay giải quyết việc làm là một trong những chương trình mang tính thiết thực, thúc đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức hội đoàn thể, nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về những quy định mới để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay. Đến hết tháng 2 năm 2023, tổng dư nợ của vốn vay tín dụng giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là 455 tỷ đồng với 11.400 khách hàng còn dư nợ. Từ nguồn vốn đã giúp nhiều hộ phát triển kinh tế, vượt lên làm giàu. Để nguồn vốn phát triển hơn và cho người dân tiếp cận hơn nữa thì tới đây tôi rất là mong ngân hàng chính sách có nguồn vốn thì sẽ ưu tiên về cho cái xã vùng cao của chúng tôi để cho người dân được tiếp cận nhiều hơn, cái vốn nâng cao hơn nữa để cho người dân được phát triển. Đối với cái nguồn vốn thì tuy đã được các cấp các ngành quan tâm, đặc biệt là ngân hàng chính sách, nhưng mà đối với để đảm bảo mà sản xuất về cái kinh doanh nó lớn hơn thì cũng mong muốn là các cấp các ngành sẽ quan tâm tạo điều kiện cái nguồn vốn nó lớn hơn để làm sao là tập trung cái mô hình nó được sản xuất nó lớn hơn để làm sao đảm bảo là cái công tác thoát nghèo nó nhanh hơn và bền vững hơn. Để nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu mở ra nhiều cơ hội việc làm cũng như đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho người lao động, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hòa Bình tập trung đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng bình xét, thẩm định dự án cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, tuyên truyền đến người vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện trả gốc lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn, góp phần hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất kinh doanh. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội nước này phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Phần Lan, đồng thời tạm dừng nỗ lực của Thụy Điển trong thời điểm hiện tại. Tổng thống Erdogan đã đưa ra thông báo trên tại Ankara trong cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Phần Lan đã thực hiện các bước đi cụ thể trong việc đáp ứng lời kêu gọi của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trấn áp các chiến binh ly khai người quốc, những người mà Ankara cho rằng là những kẻ khủng bố. Tổng thống Erdogan cho rằng Thụy Điển chưa thực hiện đầy đủ các bước đi này và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục quan sát những hành động mà nước này sẽ thực hiện. Phần Lan và Thụy Điển đều nộp đơn xin gia nhập NATO từ tháng 5 năm ngoái. Việc gia nhập NATO cần có sự chấp thuận của tất cả 30 quốc gia thành viên, trong đó Phần Lan đang nhận được sự ủng hộ nhiều hơn. Trước đó, Hungary cho biết quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan vào ngày 27 tháng 3. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa thông báo, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức 3 ngày đến Nga, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo hai nước kể từ tháng 9 năm ngoái.
Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Nga lần đầu tiên kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược và thực chất giữa hai nước, đồng thời tạo động lực mới cho sự phát triển mối quan hệ song phương. Theo ông Uông Văn Bân, Trung Quốc duy trì quan điểm khách quan và trung lập về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và sẽ đóng vai trò xây dựng trong việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Điện Kremlin cũng đã thông báo về chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Moscow. Theo thông báo, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên dự kiến cũng sẽ trao đổi quan điểm về việc tăng cường hợp tác trên trường quốc tế. Ngày 17 tháng 3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông đã chuẩn bị một sắc lệnh để giải tán Hạ viện nhằm tiến tới một cuộc tổng tuyển cử. Thông tin này được đưa ra vào thời điểm chính phủ đương nhiệm dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Prayut đã bước vào tuần cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm. Sắc lệnh của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cần có sự chấp thuận của nhà vua Thái Lan và sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên công báo hoàng gia. Theo Hiến pháp Thái Lan, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong vòng từ 45 đến 60 ngày sau khi Hạ viện giải tán. Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tới. Trong các cuộc thăm dò dư luận mới đây về các ứng cử viên thủ tướng tiềm năng, Phaethongtan Sinawacha, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, vẫn đang dẫn trước ông Prayut. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc vừa công bố số liệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang tiếp tục giảm tốc trong bối cảnh thị trường việc làm chậm lại và một loạt các yếu tố rủi ro bên ngoài. Theo báo cáo xu hướng kinh tế mới nhất do Bộ Kinh tế và Tài chính công bố, việc thắt chặt tiền tệ trên thế giới cũng như cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc. Xuất khẩu trong tháng 2 đã giảm 7,5%. Nguyên nhân được cho là do sự sụt giảm liên tục trong xuất khẩu công nghệ. Thị trường việc làm Hàn Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng liên tục kể từ năm ngoái sau khi nới lỏng một số hạn chế do dịch COVID-19. Trong tháng 2 có thêm khoảng 310.000 việc làm được tạo ra, nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn so với tháng 1. Tháng trước, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên trong 10 tháng qua ở dưới mức 5%, trong bối cảnh giá dầu thô toàn cầu và giá nông sản trong nước bình ổn trở lại. Doanh số bán lẻ, thước đo chi tiêu tư nhân giảm 2,1% trong tháng 1 so với tháng trước đó do nhu cầu suy giảm ở tất cả các lĩnh vực. Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ tập trung nỗ lực vào việc tăng xuất khẩu, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và ổn định giá tiêu dùng. Chính phủ Albany vừa chỉ định sông Josa ở phía nam của nước này là một công viên quốc gia. Quyết định này của chính phủ Albany đánh dấu một chiến thắng cho các nhà bảo vệ môi trường, những người đã đấu tranh trong nhiều năm qua để phản đối kế hoạch xây dựng các nhà máy thủy điện dọc theo sông Josa. Các nhà khoa học và môi trường gọi Josa là dòng sông hoang dã cuối cùng ở châu Âu, vì con sông này chảy liên tục không ngừng suốt 270 km từ Hy Lạp qua miền Nam Albany đến biển Adriatic mà không có bất kỳ con đập hay nhà máy điện nào. Dòng sông là nơi sinh sống của khoảng 1.000 loài, trong đó có cả loài cá trình châu Âu cực kỳ nguy cấp và các loài thực vật đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng. Tuyên bố Josa và các nhánh của con sông này là công viên quốc gia sẽ ngăn chặn được các dự án xây dựng. Thủ tướng Albany Edi Rama cho biết một ngân sách ban đầu trị giá 80 triệu đô la sẽ được đưa ra để xây dựng các nhà máy mới nhằm ngăn nước thải chảy ra sông. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu tiếng trống đã trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam. Để có được tiếng trống vang vọng ấy, phải kể đến công lao của những người đã ra sức bảo vệ và lưu truyền nghề làm trống. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tấm gương say mê giữ lửa nghề làm trống truyền thống. Ông Nguyễn Văn Minh sinh ra và lớn lên ở làng Đội Tam, xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đây là làng nghề có truyền thống làm nghề trống nổi tiếng khắp cả nước từ hàng trăm năm nay. Năm 2010, ông Minh lên Hòa Bình lập nghiệp ở khu 1 thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong. Trên quê hương thứ hai của mình, ông Minh vẫn gắn bó với nghề làm trống. Bởi nghề trống đã được cha ông truyền dạy lại cho nhiều thế hệ trong gia đình. Và quan trọng hơn là ông Minh không muốn nghề truyền thống văn hóa của gia đình mình, quê hương mình bị mai một theo thời gian. Văn hóa của người Việt mình thì trống hội, trống đình, trống chùa, nói chung là trống xóm là họ vẫn dùng
Tôi cũng rất muốn là coi như có sức khỏe để làm nhiều được nhiều sản phẩm để cung cấp cho bà con trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Cho nên là rất muốn là coi như là gần nó xa là có ai coi như là muốn học cái nghề này thì đến. Tôi sợ coi như cái nghề này sau nó mai mòn mất thì không có ai làm. Hiện tại, cơ sở làm trống cũng là ngôi nhà ông đang chứa nhiều loại trống với nhiều kích cỡ khác nhau như trống chầu, trống mua lân, trống nhạc lễ, trống hội, trống trường, trống cơm, trống bản. Trống đội tam làm từ hai nguyên liệu chính là gỗ mít và da trâu. Là nghề thủ công, các công đoạn làm trống đều phải làm bằng tay, không có sự hỗ trợ của máy móc. Việc tạo dáng cũng vô cùng nghệ thuật và khéo léo, làm sao để trống tròn, đẹp, hài hòa, cân đối. Thân trống là sự cộng hưởng âm thanh của cả mặt trống và tang trống. Mặt trống phải đều, phẳng, để khi căng ra phải cân nhau theo chiều chảy. Keo dán và đinh tre gia công phải thật kín để âm thanh không bị lọt ra ngoài trống. Và cuối cùng, chất liệu của trống tốt hay không phụ thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ thẩm âm của người thợ làm trống. Tôi thấy cái nghề trống gia truyền này thì là không bao thể mai một được, mà không phải ai cũng làm được. Nghề này là phải có nghề là gọi là cha ông để lại. Để mà tính công gia thì nó không được cao bằng so bằng những cái nghề khác. Nhưng mà để giữ gìn cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam ấy thì là anh Minh ấy là một người cần cù chịu khó mà làm ra để cho cái giữ lại được cái nghề truyền thống để phục vụ cho tất cả người dân Việt Nam chúng ta trong mọi các lĩnh vực. Dù sinh sống và lập nghiệp xa quê nhưng vẫn giữ được nghề truyền thống của quê hương mình. Điều ông Minh trăn trở nhất hiện nay là làm sao được truyền tâm huyết nghề này cho thế hệ kế tiếp, nhằm lưu truyền một loại nhạc cụ dân tộc mang đậm nét văn hóa của người Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.